Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì một số cô chú anh chị và bạn có nhắn tin hỏi Thắng là cái dự án Mansion Network này thì sau khi lít sàn thì nó có thể khai thác được không? Thì theo những cái quan điểm cá nhân của Thắng và cũng như tìm hiểu được cái dữ liệu từ một số các cái nguồn thông tin, đặc biệt là trên cái kênh của admin Việt Nam Mansion Network thì họ bảo là vẫn khai thác bình thường nha. Thì có thể họ sẽ có một cái phiên bản cập nhật mới để khai thác ở dạng mainnet và chúng ta sẽ quy đổi trực tiếp ra token luôn. Hoặc là có thể họ có một cái cơ chế nốt khác thì chúng ta chưa biết, nhưng chắc chắn một cái dự án blockchain nó sẽ cần phải có một cái nốt nha. Thì nhắc qua một chút cho mọi người đó là cái dự án Mansion Network này nó sẽ list các cái sàn như là KuCoin, Husky, OKX, GetIO và Bitget. Thì đây là những cái sàn cũng khá là lớn. Rất là tiếc thì Thắng không thấy sàn Binance ở đây. Đó thì cái dự án này nó sẽ được list sàn vào ngày 29 tháng 4 nha, năm 2024. Thì dự kiến là trong cái ngày từ 28 đến 29 chúng ta sẽ có cái cơ chế đổi thưởng thôi. Có thể là chúng ta sẽ tự động đổi bằng cách chúng ta trả phí, hoặc cũng có thể là họ sẽ tiến hành họ trả cho chúng ta trực tiếp một cái chúng ta claim theo hình thức một cái trang riêng của họ. Cái này Thắng chưa biết được, Thắng chưa thể nói chính xác, nên là hôm nào là nó có cái thông tin này Thắng sẽ làm một cái thông tin cập nhật cho mọi người nha. Thì quay trở lại câu chuyện là bây giờ khai thác cái Mansion Network này thực ra nó cũng không có muộn, nhưng mà để mà tìm kiếm được một cái dự án nó có cái điểm tương đồng thì có hay không thì chắc chắn là có. Cái dự án Thắng có thể chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay đó chính là cái dự án Titan Network. Thì cái dự án Titan Network này nó cũng giống y xì form cái đường hướng của cái dự án Mansion. Thì ở thời điểm ban đầu ạ thì Thắng thấy rằng là tải cái dữ liệu của cái này về thì nó có một số những cái cảnh báo về mặt bảo mật, nên là thực ra nó cũng khá là rủi ro. Tuy nhiên ấy là đến P Network cũng có cái cảnh báo tương tự ở cái phiên bản Blockchain 0.4.11 thì đáng nghĩ rằng là nó sẽ không gặp quá nhiều vấn đề gì đâu. Thì về cơ bản cái dự án này nó được phát triển bởi đội ngũ thành viên ở Hồng Kông nha. Thì cái dự án này á, nó cũng tương đồng, cũng nói về cái mảng đề pin các bạn ạ. Cũng về đề pin nha. Thì đề pin là cái gì ạ? Đề pin đây mình sẽ cho mọi người xem. Đề pin nó là viết tắt của từ Decentralized Physical Infrastructure Network. Nó là viết tắt của cái từ này, có ý nghĩa là cái cơ sở dữ liệu mạng vật lý phi tập trung nhằm giúp chia sẻ những cái băng thông dư thừa, giống như là chúng ta nói về cái grass, cái nốt grass ấy, nó cũng thế. Tuy nhiên ấy là cái sự hợp tác giữa cái Titan này nó còn hợp tác với một đơn vị khác, đó là cái đơn vị gọi là Phi Network các bạn. Đây này thì nó đề xuất cái giải pháp CDN. Cái giải pháp này gọi là phân phối nội dung. Thì Filecoin là một trong những cái dự án tiền điện tử nó ra mắt được khá lâu rồi. Hiện tại nó đang ở trên CoinMarketCap ở cái thứ hạng 34 các bạn. Những mức giá của một cái Filecoin là khoảng 5 đô 94 cent. Thì cái điểm khác biệt hơn một chút so với cái Gaganode đó là nó tập trung cái hợp tác với một cái bên nữa để mà nhằm mục đích phục vụ cái dữ liệu. Ngoài ra nó còn đề xuất các cái giải pháp luôn cho cái mạng Filecoin. Vậy thì về cơ bản là xét về cái mặt tiềm năng thì rõ ràng cái dự án này nó là tiềm năng. Đấy, còn tuy nhiên ví dụ như là xét về cái vấn đề khác, ví dụ như đối với cái việc dự án này dự án kia thì rõ ràng Gaganode họ mới ra mắt gần đây khoảng từ 2020 đổ lại đây, nhưng vì nó là cái dự án đầu tiên ở cái mảng nó làm chạy nốt như thế này cho nên là nó sẽ có cái lợi thế nhất định. Còn những cái dự án Titan thì nó ra sau thì có thể chúng ta sẽ phải chấp nhận một cái điều đó là giá trị của cái token khi mà nó ra mắt có thể chưa chắc nó đã cao. Tuy nhiên ấy, nó cũng là một cách để chúng ta tạo thêm một cái nguồn thu nhập thụ động khi mà chúng ta có một cái PC nhàn rỗi, hoặc đơn giản là chúng ta có một cái máy điện thoại Android chúng ta có thể tiến hành khai thác giống y xì như là cái phiên bản Gaganode ở trên điện thoại thôi. Nó cũng khá là như vậy, nhưng thường thường ấy là chúng ta chạy trên điện thoại sẽ có cái tốc độ rất là chậm và cái tốc độ kiếm khai thác được rất là thấp. Các bạn cũng có thể click vào đường link ở phần mô tả video để chúng ta có thể bắt đầu đăng ký tài khoản trước, và chúng ta có thể lựa chọn hai phiên bản, một phiên bản là chạy trên PC, một phiên bản là chạy trên cái điện thoại di động thôi. Và nhiệm vụ rất là đơn giản, khi chúng ta tạo tài khoản xong rồi thì chúng ta sẽ lấy được cái mã ID và chúng ta dán cái mã ID đó vào nốt và nó sẽ tiến hành khởi chạy. Nó đơn giản chỉ là như vậy thôi, không có gì khó khăn cả ha. Rồi thì cái dự án này nó dự kiến ấy, là có khả năng để Thắng check cho mọi người xem cái thời thời gian nó ra mắt cái mạng lưới là nó đâu đó vào quý 2 2024 nha. Thì chúng ta đang ở cuối quý đầu giữa giữa quý 2 2024 rồi, thì nếu như theo như thế này thì cái chain công khai này có thể là vào tháng 6 là nó đã giới thiệu cái chain này. Thì khi mà giới thiệu cái chain này thì không biết nó là mainnet hay là nó là testnet đó, thì cái này thì Thắng cũng không có biết chính xác được đấy. Thì cho nên là chúng ta sẽ cần phải chờ đợi một cái thời gian tới mình mới biết được là nó như thế nào. Còn nếu
Rồi và nếu như ta muốn đăng ký tham gia khai thác cái Titan Network này ạ, thì chúng ta có thể click vào đường link ở phần mô tả của video, thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ điền cái email của chúng ta nha, và chúng ta sẽ ấn vào cái phần verify code này các bạn. Đó, thì sau khi chúng ta ấn vào verify code này, chúng ta sẽ vào cái Gmail của chúng ta thôi. Thì mình vào đây thì mình sẽ ấn nút refresh lại cái Gmail này. Rồi các bạn, đây thì đây là cái verify code của nó hiển thị này ở trong cái Gmail này. Chúng ta sẽ copy cái này vào thôi. 308883 thì mình nhập vào thôi. Mình nhập ok. Thì sau khi xong xuôi thì chúng ta sẽ tạo cái mật khẩu các bạn. Thì mật khẩu của chúng ta tối đa là 11 ký tự là tốt nhất. Thì chúng ta sẽ tạo bằng có việc có số này. Có số, có ký tự đặc biệt và có một cái chữ cái. Đó. Ít nhất là một chữ cái in hoa và một chữ cái in thường. Đó, thì chúng ta có thể tạo một cách đơn giản thôi. Ví dụ chúng ta có thể tạo sao dễ nhớ ha các bạn. Ví dụ tháng tạo 1, 2, 3, 4, 5. Tháng cộng. Đó, thì chúng ta phải đạt được những cái tiêu chí như sau là số này, ký tự đặc biệt này, chữ in hoa này, chữ viết thường này. Đó, và chúng ta xác nhận những cái này ha. Thì sau khi chúng ta xong thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút Register Now thôi. Thì sau khi chúng ta Register xong thì chúng ta sẽ vào cái giao diện của nó nha. Rồi các bạn, thì đây là cái giao diện Titan khi chúng ta đăng nhập xong rồi các bạn. Thì khi mà chúng ta vô trong như này thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần gọi là Node Management. Cái phần này là phần quan trọng. Thì cái phần này là cái phần chúng ta sẽ lấy cái identity code các bạn. Đó, thì mình click vào đây. Nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái đoạn code như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ copy cái đoạn code này nha. Đó, đầu tiên là chúng ta copy nó vào. Đó. Rồi tiếp sau nữa là chúng ta sẽ phải làm một cái bước, đó là chúng ta cài cái Microsoft Supported Virtual C công cộng. Đó, mình bắt buộc phải tải cái này nha, bởi vì nếu như mình không tải cái này thì nó sẽ không hoạt động được cái nốt. Rồi để trong cái giao diện của Microsoft thì các bạn kéo xuống này, chúng ta sẽ tìm đến cái mục gọi là cái kiến trúc x64 nha. À, chúng ta kích vào đây và chúng ta tải về thôi, và chúng ta bắt đầu từ này, ấn Open File này các bạn. Rồi mình ấn I agree và ấn Install. Mình đợi một chút cho nó tiến hành, nó chuẩn bị những cái tệp tin đầu tiên. Rồi sau khi xong thì chúng ta sẽ ấn nút Close. Và các bạn bắt đầu quay sang cái phần là titanet.io. Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành, chúng ta tải cái nốt về, chúng ta ấn vào download nha. Rồi ở cái phần download thì chúng ta sẽ lựa chọn phiên bản. Nếu như các bạn dùng Mac OS thì chúng ta chọn cái này. Còn nếu như chúng ta dùng PC bình thường chạy Windows thì chúng ta chọn cái này ha. Đó, mình ấn vào phần download. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó hiển thị một cái giao diện là có thực sự tin tưởng cái dữ liệu này không. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần ba chấm vào đây, mình chọn phần keep, mình ấn phần show more và chọn keep anyway. Đó, sau đó chúng ta ấn open file các bạn. Rồi như vậy chúng ta đến cái phần này, chúng ta tiếp tục ấn vào cái phần more info, chúng ta ấn run anyway, ta ấn yes. Đó, thì đây là cái giao diện là cài đặt của nó này, chúng ta ấn install và ấn close. Rồi thì đây là cái logo của nó các bạn, ấn click vào ha. Rồi các bạn, thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái giao diện như này. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành, chúng ta ấn vào cái nút Start trước này. Ấn Allow, Access, Access. Rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần giao diện đây, chúng ta ấn vào cái phần Get Identity Code. Đó, mình lấy cái dữ liệu của nó, mình copy ha. Mình copy cái code này, sau đó mình dán vô lại cái này. Ta ấn Connect, nó sẽ hiển thị ra cái Gmail bạn vừa đăng ký này, xem có chuẩn chưa ha. Chúng ta ấn vào cái nút Confirm và link. Nếu trường hợp nó không được các bạn, chúng ta ấn tắt đi. Chúng ta mở lại. Chúng ta ấn Start. Chúng ta ấn dán lại cái này và chúng ta tiếp tục nha. Rồi, như vậy là nó đã thành công nha các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ quay lại đây, chúng ta sẽ thấy nó bắt đầu chạy rồi các bạn. Thì khi mà chúng ta muốn kiểm tra nó chạy hay chưa thì chúng ta vào đây này, chúng ta refresh này. Thì ở cái mục gọi là mục device overview, mình sẽ nhìn thấy rõ ràng chính xác là cái số nốt mình chạy ha. Ví dụ các bạn thấy cái số nốt này nó hiển thị lên là nó chạy rồi, còn nếu như nó chưa hiển thị lên là nó chưa chạy nha. Đó, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Rồi ok, chúc mọi người khai thác và tạo thành công nhá. Rồi thì nếu như trường hợp chúng ta không có PC và chúng ta vẫn muốn chạy nó ở trên phiên bản điện thoại thì hiện tại nó đang hỗ trợ cái phiên bản Android với cái file APK.
Nếu như các bạn muốn tải thì click vào đường link ở phần mô tả của video ha. Thì sau khi các bạn tiến hành cài đặt thì các bạn nhìn thấy cái icon nó ở đây, các bạn ấn vào nó thì nó sẽ hiện thị cái giao diện như này ha. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần wallet này, mình sẽ nhìn thấy ở cái mục số 2 nha, nó có cái chữ là enter your identity code. Thì các bạn cũng nhập đúng cái code mà các bạn tạo được ở trong cái website vừa nãy Thắng chia sẻ, hoặc các bạn có thể đơn giản vô thôi. Đây, các bạn lại vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần nốt này, nó sẽ có cái nút get identity code, các bạn ấn vào đây. Đó, các bạn lại copy cái code này. Đó, sau đó các bạn sẽ cái này các bạn dán vào đây nha. Sau khi bạn dán xong, bạn ấn vào cái nút like your code thôi. Đây, đơn giản các bạn ha, thì nó sẽ tiến hành chạy bình thường. Chúng ta sẽ quay lại đây và chúng ta ấn vào nút start earning. Nó rất là đơn giản như vậy. Thế tất nhiên là đây là cái phiên bản mobile, nó là cái phiên bản thử nghiệm nên là nó còn rất nhiều lỗi. Cách tốt nhất chúng ta chạy an toàn nó cũng như là chạy trơn tru nhất thì chúng ta nên chạy trên PC nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị các bạn.